Xin chào mọi người đang xem kênh Sùn Sơn TV của mẹ Tiên nha. Hôm nay mình sẽ ăn giò heo hầm thảo mộc. Hôm nay hộp chợ. 족발을 먹어보겠습니다. Hôm nay hộp chợ mua ngoài chợ về nè mọi người. Cái chỗ này là chỉ hộp chợ mới bán thôi mà bán đắt lắm, mà ngon. Collagen tăng cái đấy. Mẹ Tiên nói collagen ngập tràn luôn nè. Cái chỗ này á có hai cái thím đó bán lâu năm lắm rồi mà người ta luộc thịt rất là mềm thơm ngon lắm luôn nè. Hộp chợ là đứa sắp hàng mua không bao giờ ngơi luôn. Mà cái bà cô sắt thịt đó nha, sắt từ sáng tới chiều mà điêu luyện lắm luôn. Hai cô đó bán rất là chăm chỉ mà hay sợ luôn, bán cả ngày, đứng bán cả ngày. Cho nên mới thịt ngon. Nãy mua là kêu không có sắt, để đem về con tự sắt luôn à. Bữa nay mình sẽ ăn kèm với một rổ rau nhìn ngon hết sức nè. Rau này của mẹ trồng ngoài miếng vườn chỗ ngã tư á. Rau nhà trồng nha. Mình ăn với lại măng ngâm tỏi ớt. Thịt luộc mà ăn với măng ngâm thì còn gì bằng nữa ha. Măng của Hàn nhưng mà ngâm kiểu Việt Nam nha. Mọi người ăn thịt heo hầm thảo mộc cùng với hai mẹ nha. Ăn giò heo. Ồ, trang này thì sao chốc bài thật vậy? Bữa nay họp chợ nên mua chốc bài nha bà. Trời ơi, cái đùi có... thấy đi nhìn thấy đẹp, thèm quá ha. Mà thèm thì ăn đi. Ăn nổi hơn. Mà xinh nhỉ. Ngon lắm ha bà sư. Có chấm gạo, gói gạo à. Sao? Có muốn chấm với mắm tép thì chấm nha mẹ. Chấm với xe u thì chấm nha. Ngon mẹ. Măng cực chua ngon. Măng có tỏi trong đó đấy ha. Măng ngâm tỏi ớt là của nhỏ bạn Tiên nó bán là nó sắc tỏi bỏ vô rất là nhiều luôn. Tỏi. Tỏi ngâm. Lấy tỏi ngâm nó ăn trong cái thịt này là bá cháy luôn á. Chốt phải chín rồi thôi. Trời, lâu dữ rồi tôi mới ăn giò heo hầm nha bà. À Hàn Quốc mà sao lâu quá mấy. Thôi được, yên gì, yên gì. Collagen. Đó, collagen đó bà. Collagen thì ăn nhiều vô. Cho nó căng da lên. Lá này giống lá của dền với gì trời. Đó đó mẹ. Ủa, ăn được nó hả? Đúng rồi. Trời coi. Cực. Ít rồi, ít bị trọt. Đúng rồi, lá củ dền đó. Ủa đưa bát thè. Chồng ăn đó mẹ. Trời đất ơi. Bát thè mãi tì rồi. Ở bên hàng ta ăn lá củ dền đó mà. Ăn sống vậy luôn. Sống luôn. Tập ăn thử. Ăn người mốt ghiền rồi về bển thấy củ dền của người ta trồng bớt lá ăn hết trơn rồi. Ra ngược chảy không kịp. Ra ngược chảy không kịp. Nhà vô cái chật tụi sao. Ấy. Ở đây mình. Ủa đi biết chứ. Dễ gì hơn còn đẹp. Mẹ Tiên nghe nói tiếng Việt cười khúc khích, tưởng đâu nói xấu mẹ chồng Tiên. Ta nói khổ vậy đó. Không biết tiếng nghe ai xù xì cười cười khúc khích cái tưởng nói xấu mình. Biết rồi. Cay nha bà. Trời, ăn cay dữ trời. Ăn mẹ. Ăn nữa rồi. Nó chút cùng. Một thử cái gì cay nó điếng hồn mà bà nói một chút. Nó mình đem xe ăn kìa. Này đâu phải là cái mùi cay một chút đâu bà. Bà thử lại coi. Trời ơi má ơi. Sao cay đó. Ngon lắm. Cay muốn nín thở mà bà là chô cung. Số khách tổ mà được rồi. Tôi đã bị một cú lừa từ bà Tư. Từ bà Xôi. Cái này kêu bằng tư lựu đạn. Đổ cay đó.
Biết hình đó em chắc hết cha. Cay mà bà nó không cay ha. Bà nhớ bà đi nghe. Mình ăn ngon. Hình yêu cơ Việt Nam sang cho tốt cả thân gì ta. Cộng gạo này giống cộng xà lách bữa bên Việt Nam mình mua cho ăn nè. Việt Nam ăn chỉ sang cho mấy chú đẹp. Bà ăn thử đi. Thì giống cũng vậy thôi gì đó. Chó cha. Chó cha. Wasabi vàng. Wasabi được thật chưa vào. Sao chẳng cả. Miếng mắm tép, miếng cỏ cha nữa ha. Thôi rồi. Nhìn cái đùi nó ngon quá. Việt Nam nấu này bán cho mấy ông nhậu cũng đắt á. Cái gì cũng đòi còn về Việt Nam nấu bán cho mấy ông nhậu. Để tới đi má. Chiều người ta mua nhậu khỏi nấu. Gói rau quá rồi. Mình bán ở thành phố làm sao chứ. Mình bán ở ở chỗ quê của mình chắc chừng tháng 1 dẹp tiệm luôn. Mình có tính ra bắt người ta mua về nó nấu ăn không ế luôn. Ừ. Ừ phải. Và không sợ à. Thì ra không có nhiều người mua. Có nhiều người đâu. Đang quen người ta mua. Mua không mua có nhiều chứ. Sao thằng sai mà sai. Đâu bằng thành phố đâu. Có tí này có một kìa. Đâu có đông người bằng thành phố đâu. Bà ăn thịt đi bà xui. Tôi ăn da chưa. Thịt ngán quá. Mẹ với mẹ chồng con ăn với con là được. Tại con không có ăn da. Con chỉ ăn thịt thôi. Hai mẹ thì phải ăn da đúng không? Rồi là khỏi sợ ai giành lộn với ai. Khỏi sợ mất lòng, mất lòng. Kê cay cũng ăn đó. Mất tâm em rồi tôi mở cái xin này á. Miếng rồi, miếng rồi. Ăn miếng hả bà ơi. Cay mới ngon. Hai người mặn hết cái giò này cũng là tài lắm đó. Cái này cái giò này mấy trăm ngàn hả? Tôi đi coi. À cái ít tôi kêu rồi mà. Sao sao á? 13,000원 한 개. 아, 분. 가이 거의 230. 나우 chín mà 230 thì tính là không mất. Ừ. Cái gì mà không sao. Giá tiền hàng gì là rẻ. Ừ. 230 tiền Việt Nam mình thấy cũng ok mà. Vẫn như ăn được, không mất. Trời, mày cho ăn xương không ăn được đâu. Ăn, ăn xong cái đó là những ngày còn lại húp cháo đó. Gãy răng hết, không có răng. Kệ ai đó. Có phải chó đâu mà ăn xương kia. À, để tôi ăn cho. Cái này ăn chắc khỏe mới ăn được nha. Ừ. Cái gì mà thích tiện vậy? Tôi phải ăn cặp cặp xương vậy nè. Cũng ngon. Ăn như mẹ chồng tiên mới ngon á. Đúng rồi mà. Ăn như mẹ chồng tiên mới ngon đấy mọi người. Với ăn gà rán nữa. Ăn gà rán là phải ăn sạch sụn các thứ rồi mới ngon. Cái tên này mình là chốc quay ăn ha. Nè, chốc quay ăn ao cuộc thì mùa. Cố cái sáng mà một người ít xìa. Thì mà tại đơn bát thì cơ đâu mất rồi. Chốt bài rồi. Ê, cô. Bạn mà đã cục xương hết gì á. Cái thằng người bệnh thân ăn cao. Còn cái đùi đó bà thích thì Việt Nam đi bà. Dạ. Bây giờ chắc nghi là phải treo lủng lẳng chỗ này nè. Cho nó hơi, nó khô rồi. Nó khô, nó không gió cho nó khô rồi. Giờ heo hơn. Người ta là hả thịt trâu gắt bếp đúng không? Ừ. Còn mình là giò heo. Giò heo treo mái hiên cho nó khô ra đi.
sắc gì bỏ nào, bỏ vô nước hâm, hâm lại. Biết ra sân bay cho đem hơn nữa. Không cho đem thì ngồi đó ăn hết rồi hả, đi về. Cọng rau nè bà. Cọng rau gì mà thương quần... lắm mới cho cọng rau đó. Cọng rau gì mà quằn quèo vậy vậy. Cọng rau gì quằn quèo. Vietnam에 가서는 내가 이런 거는 안 봤지만 다른 고기를 갖고 요리를 맛있게 하기는 잘해야 돼, 이모부. 이모부 그냥 딱 사주는 게. 내 chồng tí nói hổng gì bệnh mấy dưỡng nấu toàn món ngon cho ăn. Mày rồi đúng rồi, imobante mày hết rồi chứ. Phải nấu lại cho ăn món gì đó mới được chứ mà không có nấu gì hết trơn. Về có mấy ngày ai để cho nấu nướng cực khổ đúng không mọi người? Để nấu món này món nọ Việt Nam cho ăn thôi chứ. Với bữa ở bên Việt Nam mình cũng nắng nóng lắm, mẹ chồng tôi thấy hơi mệt. Lúc bữa gần qua tháng Tết một tháng ba mấy độ nắng lắm. Xong rồi là chui vô máy lạnh không phải, không có ở ngoài. Vậy mà về mẹ Kiên cũng bệnh hết mấy ngày á. Cũng chứ nhà một cái khác không. Kìa bà này, ăn miếng thịt đi bà. Thương lắm mới cho miếng thịt đó nghe. Còn da để tôi. Sao lên chùa cấp tiền em không được. Đó, thì đó. Cái thịt bà ăn, cái xương để tôi ăn, bà còn nói gì nữa. Mày chết. Ngon bà. Ê, mà xin nâng được cái ra chùa này. Tôi lựa toàn miếng ngon cho bà. Mẹ. Sao vậy? Mẹ. Tôi thấy rồi. Ăn đi mẹ. Tôi thấy rồi. Cái thịt yên mà ném cái ăn trong cơ. Cái xương sọ đấy tôi. Yeah. 우리가 서로 옆에 있을 때는 서로 챙겨주고 없을 때는 알 수 없고. Tôi nói bà nghe, lúc mình còn bên nhau thì mình chia ngọt sẻ bùi, nhường qua nhường lại. Chứ xa xôi rồi cũng có được đâu. Phải không? Xa xôi rồi đi rồi. Xa xôi tôi giao, nghe tôi giao hay sao? Bà là giá, tôi cũng giá đó. Đúng không? Bà giá, tôi giá đó. Ôi, thì bây giờ nói về tình yêu, nói về tình yêu. Đâu, bà thử giới thiệu cho tôi ông Việt Nam coi. Hả? Giới thiệu ông nào có. Tại vì anh kiếm ông nào giàu mới được. Ông tôi nấm ẩm nấm sao làm ăn trên đàn em. Đừng cứ ông nào mà không có tiền không được nha bà. Ông nào mà mãi sao chưa có ra. Ông nào mà mua đồ ngon đồ cho ăn đồ á. Bảnh bảnh chút á. Thì thay là mình dẫn chăm sóc cho chú cái ra. Ông nào mà dẫn tôi đi du lịch vòng vòng Việt Nam bảnh bảnh chút rồi đó, mua món ngon rồi dẫn đi du lịch đó thì là mai ông đói ngàn. Rồi sẵn trên đây mình mẹ mình đi đợi chứ mà anh đây. Mình ấy luôn đi mẹ, sẵn trên sóng truyền hình này mình kiếm người yêu luôn đi. Ai muốn làm bồ mẹ dòng tiên dẫn đi du lịch muốn ngon được thì đăng ký qua trang này nha, rồi tiên sẽ xét duyệt nha mọi người. Mới mấy đứa mới xui về mà. Mẹ ơi, nhưng mà rút vậy. Cha. Mẹ ơi, sao ta chưa kêu à? Anh. Chỉ cần bằng xong hả mẹ già. À, lên ta. Như cái này. Udi ông đi mà mẹ tôi xin buồn. Giờ hẹn. Mô xí cô cá xí cô mà xin nâng cô xa chú xí xí mía. Bà gặp ông đó rồi bà nói chuyện bà nghe, ông đó nói chuyện ông đó nghe, không ai nghe chứ. Mà xin nâng cô xa chú xí mà xin nâng cô xí. Tôi nói mệt xí mà. Hàn Quốc cơ. Nhưng lực xí mía, nhận lạc hay chú xe yếu dù vân. À, xuân xuân TV thông hệ rồi. Việt Nam mệt khá xô, nà gà khá mệt. Mãn nàng xuân xuân xa. Ai không dịch được trời. Mà anh này nói. Để cái ít xíu thì anh này nói nên đấu giấu con được. Châu à, có những người nào xuống nhà ai đến ta? Vậy là biết ăn. Có cần không dịch? Đi là đi chơi. Giữ ra ha. Đừng mới xin mãi lúc cũng đấu cần phải nói chuyện gì vậy? Thôi, xin mà mãi lại ha. Không cần nói chuyện, căm căm cũng sống được bình thường. Nhớ mãi con gì chứ? Không cần con về của ông phải đi theo. Thôi luôn. Nhưng mà nó cắn đi chuyện kia của mà cắn đi à? Chỗ bà chồng yêu đương mà dắt dâu theo cản trở làm gì?
Ừ, cũng đúng ha. Ừ, diễn diễn trả đi coi tự nhiên cái mình sang vô chi kia cũng kỳ. Con cũng cũng lấy có lý. Hồi đó đi thường mắt đi hả? Đi thường mắt. Hồi đó cũng mình không cho cái gì. Làm là được cái gì đó. Bây giờ tôi phát triển cái gì đó. Cũng hay. À. Đi theo cản chân cản tay trở ngại lắm. Giờ anh dính lóc rồi mà cả. Bởi vì ta nói già găng già lợi thì già gì đó mẹ. Tóc tay già hết. Cái người không già. Phan chế chú ý đến sao? Người nào mà mua nhẫn cho mình đó. Người nào mà mua nhẫn tặng cho mình đeo với mình rồi đó. Ừ, mẹ chồng đi nói gì đó mọi người. Giữ ta. Gì mà kiếm gì ông đó không à? Mà rồi mà. Mà hâm bên chỗ ta bôi kèo. Nè. Hay như cái nào nào. Hâm bên cái ấy mắt nào gọi là có phên tiện như con nào sợ là đại gà. Sẽ gọi là nào đặt tí bí gặp. Ừ. Ấy mắt nào làm sẽ phên tiện là nào ấy là Hành Dương đó không? Nó chuẩn bị đồ đẹp để nó nói là để mà, nếu mà đi gặp bồ là phải bận đầm bận váy đẹp. Bận đầm váy đẹp được. Đi lớn mà biết gì. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của mẹ Tiên nghe. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Chị Quên TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Sừng Sừng TV, trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người.